Các bạn làm như vậy cho mình 2 lần nữa nhé. Tiếp theo là 3 mũi tăng. Xong đến 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 10. Sang vòng số 11, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 11. Sang vòng số 12. Các bạn sẽ móc 3 mũi đơn. Sau đó là một mũi giảm. Rồi lại 3 mũi đơn. Sau đấy một mũi giảm. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng nhé. Kết thúc số 12. Sang vòng số 13. Các bạn lên một bính. Đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi giảm. Sau đó là hai mũi đơn. Xong lại đến một mũi giảm. Rồi lại đến hai mũi đơn. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng nhé.
cuối cùng là hai mũi đơn. Kết thúc vòng số 13. Sang vòng 14. Lên một bính. Qua mình làm mũi đơn. Sau đó làm một mũi. Rồi một mũi dơ. Sau đó một mũi giả. Các bạn cứ móc như thế hết nhé. Cứ mũi đơn. Sau lại đến một mũi giả. Các bạn sẽ thực hiện nhồi bông ở đây nhé.